Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, để triển khai hiệu quả của biện pháp phòng chống và ngăn ngừa kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam đã quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt. Do đó, hành khách từ vùng dịch COVID-19 về Việt Nam ngày hôm qua là ngày 24 tháng 3 sẽ chỉ là công dân Việt Nam do Chính phủ Việt Nam đã quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài. Theo lịch bay, trong ngày 24 tháng 3, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón khoảng 264 hành khách đều là quốc tịch Việt Nam. Số liệu hành khách đặt vé máy bay từ các hãng hàng không từ 4 chuyến bay đến từ Đài Loan, Singapore, Macau, Nhật Bản. Trước đó, ngày 23 tháng 3, số lượng khách nhập cảnh Nội Bài thực tế là 233 hành khách, đều là khách quốc tịch Việt Nam, đặt chỗ là 276. Hiện nay, các hãng hàng không của Việt Nam đã tạm dừng khai thác hầu hết các đường bay quốc tế. Cụ thể là ngày 23 tháng 3, Vietnam Airlines dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam, Nhật Bản, Anh và ngày 24 tháng 3, dừng đường bay Việt Nam và Đức. Từ ngày 25 tháng 3, dừng đường bay Việt Nam-Australia.